Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Thôn Quê Sài Gòn xin chia sẻ đến quý vị về tin vui tại Pakistan đã có vị tôi tớ Chúa đầu tiên. Giáo hội Pakistan giờ đây đã có vị tôi tớ Chúa đầu tiên, đó là Akash Basi, một giáo dân và là cựu học sinh của Học viện Kỹ thuật Don Bosco ở Lahore. Ngài đã tử đạo khi cố gắng ngăn cản một kẻ đánh bom liều chết trong nhà thờ vào năm 2015 và gây thương vong cho các tín hữu khi đang tham dự thánh lễ. Akash sinh ngày 22 tháng 6 năm 1994 tại Rishambur, Nowshera, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa và tử đạo khi mới 20 tuổi. Cha Francis Guza, tổng đại diện của Tổng giáo phận Lahore đã nói: "Đây là một tuyệt vời đối với giáo hội công giáo ở Pakistan. Anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cứu mạng sống của cộng đồng Kitô giáo tại nhà thờ Thánh John ở Juhanabad, Lahore. Anh ấy là Kitô hữu Pakistan đầu tiên được nâng lên hàng dân thánh thiện của Thiên Chúa." Người công giáo Pakistan đã bắt đầu cầu nguyện xin vị tôi tớ Chúa đầu tiên và vị tử đạo của quốc gia Hồi giáo đông đảo này cầu nguyện cho họ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2015, hai kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ quả bom mang theo trong mình gần nhà thờ Thánh Gioan và nhà thờ Chúa Kitô gần đó, ở khu phố Juhanabad của thành phố Lahore, có đa số dân theo Kitô giáo. Khi các tín hữu đang tập trung bên trong các nhà thờ để tham dự cử hành vào Chúa Nhật trong mùa chay, nhóm khủng bố có tên là Tehrik-e-Taliban Pakistan Jamaat-e-Ara tuyên bố là tác giả của cuộc tấn công đã khiến 17 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Akash là một cựu sinh viên của Học viện Kỹ thuật Don Bosco, người từng là nhân viên bảo vệ tình nguyện đã ngăn chặn một kẻ đánh bom liều chết vào nhà thờ Thánh Gioan. "Tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không để các anh vào." Đó là lời của Akash khi đối mặt với tên khủng bố đeo chất nổ. Kẻ tấn công đã kích nổ quả bom, ngay lập tức tự sát và sát hại Akash và hai người khác bên ngoài nhà thờ, trong khi hơn 1.000 tín hữu đang quy tụ bên trong, do đó ngăn chặn được một cuộc tàn sát có quy mô lớn. Ông Basir Emmanuel, là cha của Akash, đã nói: "Akash tượng trưng cho sức mạnh của đức tin Kitô giáo ở đất nước chúng tôi. Tôi cầu nguyện cho các bước của tiến trình phong chân phước được thuận lợi." Vào ngày 31 tháng 1, khi cử hành thánh lễ Thánh Gioan Bosco, đức cha Sebastian Shaw của Lahore đã thông báo rằng Vatican đã chấp nhận Akash Basir là tôi tớ Chúa. Đức cha Lorenzi Sadaha, nguyên tổng giám mục của Lahore, đã chúc mừng cộng đoàn. Ngài viết trên trang Facebook cá nhân của mình: "Khi có nhiều tin buồn, thì tin này sẽ vui lắm. Akash vẫn là một hình mẫu tuyệt vời của một người tử vì đạo hiện đại. Chớ gì anh ấy truyền cảm hứng và khuyến khích tất cả những người trẻ tuổi." Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông bên dưới để có thể đón xem những video mới nhất từ Thôn Quê Sài Gòn. Mai Chi, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại San Francisco, xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.